Mình Vũ Văn Thái và hiện đang sinh sống ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mình làm mộc tại nhà. À, cái đó cũng như là một cái xưởng nhỏ nhỏ ha. Đúng rồi, một cái trại nhỏ đó. Tôi thì nó một là nó hơi nóng một tí, nhưng mà sống rất tình cảm. Nhưng mà tôi lại không ưa những cái người nói tôi nặng lời. Nói chung là không phải là nhà giàu, nhưng mà cũng lo được cho vợ cho con. Bởi vì thực sự là đấy, thì ở ngoài quê thì anh cũng gửi tiền về để xây nhà. Thì ở quê hiện tại giờ mình có nhà ở quê không? Có nhà ở quê luôn. À, ở đây vẫn có nhà, ở ở quê đây vẫn có. Cái này là mình muốn đến là đến thật. Mà bây giờ nhá, hai người sống được tốt với nhau, hạnh phúc rồi ấy, thì anh đăng ký kết hôn đàng hoàng. Dạ. Chứ anh đâu có phải là kiểu như là mình đi qua đường đâu. Hữu Cảnh kết nối mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của anh Thái. Và anh Thái hôm nay cũng đã đến với chương trình của Hữu Cảnh để nhờ Hữu Cảnh tìm cho anh một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe anh Thái tâm sự ha. Dạ, em chào anh ha. Dạ, dạ. Dạ, trước tiên nè, anh giới thiệu về bản thân anh chút xíu anh Thái. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi và anh đến từ đâu ha? Mình xin giới thiệu, mình Vũ Văn Thái, quê gốc là người Bắc Linh và hiện đang sinh sống ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sinh năm bao nhiêu anh Thái? Mình sinh năm 1969. 1969 là năm nay anh được 56 tuổi hả? 56 đó, 56. Tính tuổi đẻ là 56. Đúng rồi. Rồi anh cho em được biết tình trạng hôn nhân của mình sao anh Thái? Mình thì có hai đời vợ. Một người đầu tiên thì là mất năm 2015. Thì người đầu tiên thì có hai người con, một trai một gái. Còn cháu trai thì đang ở ngoài quê. Đấy, thì hiện cháu đang ở quê thì ở nhà riêng. Còn tôi thì như một đứa con gái trong này. Nhưng đứa con gái thì nó lại dạy học, nó ở trên Hóc Môn, nó cũng ít khi về nhà. Hiện tại bây giờ mình đang sinh sống ở bên Củ Chi. Đúng rồi. Mình có nhà cửa đầy đủ đúng không anh Thái? Đúng rồi. Dạ, rồi anh cho biết là hiện tại cái công việc hiện tại hàng ngày anh làm là gì? Mình làm mộc tại nhà. À, cái đó cũng như là một cái xưởng nhỏ nhỏ ha. Đúng rồi, một cái trại nhỏ đó. Wow, vậy là công việc em nghĩ là quá ổn định rồi đó. Nói chung cũng tạm thôi em. Dạ. Rồi mình chia tay bà xã mới đây nè, cách đây khoảng được mấy năm rồi anh? Bà thứ hai thì năm 2017 có anh bạn anh ấy ở ngoài Hà Lan á, anh ấy giới thiệu. Thì thực tế là mình với người ta là cũng chưa được tìm hiểu kỹ. Yeah. Đâm ra là trở thành về sau này là nói chung là nói đúng ra là cưới được mấy tháng là cứ hay xích mích. Xong đến năm 2022 khoảng tháng 6 thì tòa án nó mới gọi tôi ra. Nhưng mà sau cô ấy giấu hết toàn bộ giấy tờ bởi vì người ta không muốn bỏ tôi. Anh cho em được biết là chiều cao và cân nặng của anh được bao nhiêu không? Mình cao 1m63. Đấy, cân nặng 60kg. Dạ. Rồi hôm nay anh đến với chương trình của em, anh có để ý một người nào ở trên kênh của em chưa? Ừ, bữa trước thì có để ý một cô ở khu chỗ ngã tư Địa Chất đấy. Dạ. Còn nếu mà như nào thì hợp duyên được thì nó là cái tốt. Dạ. Còn không thì cũng chả biết nói sao được. Bởi vì dù sao em đi lại nhiều, thấy ai mà để ý được thì mình sẽ cho nhau số điện thoại hay là mình liên hệ như nào đó. Dạ. Thì do bên Hữu Cảnh thôi. Nếu chị video này đăng đi thì nếu mà chị em nào mà cảm thấy có đồng cảm với anh đây, dạ, thì cứ gọi cho anh để tìm hiểu ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ nè, anh cho em biết là mình có tánh gia trưởng không? Không, tôi không thích thế. Nhưng mà tôi chỉ muốn như này này, đừng nói tôi quá đáng thôi. Đấy, ví dụ như là công việc thì tôi vẫn cứ lo tôi làm. Ừ. Tôi là cái người thực sự là muốn chịu làm và muốn tiến. Nhưng mà tôi lại không ưa những cái người nói tôi nặng lời hoặc là nói nhiều. Tôi thích nhất, ví dụ có chuyện gì tôi bảo thôi, tốt nhất không nên nói nữa thì tốt nhất nên dừng lại thì hay hơn. Chứ nếu mà bây giờ cứ nói nhiều thì em biết là cái mình đâu có chịu được. Trở thành nó hơi khó. Đấy, thì rất dễ bị xảy ra chuyện là cãi vã. Thì ở quê hiện tại giờ mình có nhà ở quê không? Có nhà ở quê luôn. À, ở đây vẫn có nhà, ở quê đây vẫn có. Thì vừa rồi anh đã bảo cách đây khoảng 3 năm anh xây cho cháu nhà mà. Dạ. Rồi bây giờ nè, tiêu chí anh chọn ra cái người đó độ tuổi từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu không? Nói chung là cũng không quan trọng đâu.
quan trọng là người đó cứ nghe như vậy và hiểu cho mình. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới, bởi vì thực sự là tôi thì cũng muốn là cái người đó thì chăm lo gọi nấu cơm trong gia đình thôi, cũng chả cần đòi hỏi cái gì. Còn ví dụ mà mai kia mà tôi có ý đồ tôi muốn mở cái gì làm ăn thì người đó cũng phải nên năng động một chút xíu thì hay hơn. Chứ bây giờ ví dụ như là hiền quá mà không biết nói thì nó cũng vất vả cho tôi. Với lại tôi thì cái số tôi thì làm ăn nó không được gặp, nên tôi không dám đứng tên một cái gì hết nữa. Mai kia bắt buộc là ví dụ muốn mở cái gì ấy, là người khác phải đứng lên chăm lo bởi đó. Nhưng mà mình sẽ suy nghĩ ra và tất cả đầu tư ra được. Nhưng mà bởi vì này này, cái mảnh đất ở trong này thì anh muốn là cho đứa con gái cho con, hoặc là cho cả con trai luôn. Chứ anh cũng không có cần cái chuyện đó, bởi vì thực sự là mình làm cho con chứ đâu phải là mình mang đi cho ai đâu. Anh đặc biệt là anh tính của anh là anh không tối này không thích đi chơi đâu, anh chỉ ăn cơm xong á là ngồi xem tivi chút xíu là anh đi ngủ đó. Không có la cà cà phê, ngày xưa còn thỉnh thoảng nhưng bây giờ bỏ gần như là hết. Giả tỷ là mình hàng ngày mình đi mằng về có được 500, 300 gì đó, mình có đưa cho vợ mình giữ không? Không, bởi vì tất cả cái này nó ở lấy tiền nữa là của anh là lấy tiền trên tài khoản, người ta có chuyển tiền như vậy. Chứ còn bây giờ đưa thì nó cũng chả có gì hết, bởi vì đưa thì ví dụ mình cần cái gì thì người ta lại đưa lại thì nó cũng đến thế thôi. Dạ. Đấy, không quan trọng. Đấy, thế nào cũng được. Tại nhưng vì mình phải sống. Cái người phụ nữ người ta không có thích ví dụ mà tiền phát gạo đông. Đa số người phụ nữ em theo em đúng biết rồi. Nha. Cái đấy thì đúng. Tiền chồng phải đưa cho vợ, giả tỷ mình bằng hôm nay được 100.000 đi. Thì có thể mình đưa cho vợ mình 70.000 đi. Còn 30 mình có thể bỏ túi xăng cổ hay đây đó chẳng hạn vậy. Không, anh thì lại không có cái tật kiểu như là mình như nào. Nhưng mà không phải ngày xưa cái mà chị mất rồi á. Dạ. Thì ngày xưa thì bà cũng bảo là để bà ấy cầm. Mình bảo đấy, bà cầm đi. Dạ. Không phải mới nó chết thế này này. Nay đi mua cây, mai đi mua cái này. Mốt giả tiền này, ngày đấy lại giả tiền nọ. Cả tiền thợ anh em nữa. Dạ. Chứ đâu phải là nên bảo là nó cầm cũng đến thế. Đúng rồi. Nên cuối cùng bà ấy chán, bà ấy bảo thôi tôi chả thèm cầm. Bởi vì cầm vào được vài hôm là hết sạch, nó vẫn thế. Nhưng bây giờ thì anh làm cho chỗ kia, mấy chỗ kia là người ta chuyển khoản theo tài khoản rồi. Thì lúc nào mình cần thì mình ra mình rút thôi. Chứ còn mình không cần thì mình giữ tiền mặt làm gì. Nó đúng là như anh bây giờ, anh không bao giờ anh thích giữ tiền mặt. Đó. Ví dụ mình chỉ để 500, 1 triệu giờ lại. Thì không may anh em thợ nó ứng. Nhưng mà năm nay thì việc ít, nên là anh cũng không có làm nhiều nữa. Thôi bây giờ như vậy, nãy giờ anh em mình tâm sự đã nhiều rồi. Dạ. Cái gì cần hỏi em đã hỏi hết. Thôi bây giờ em sẽ xin tóm tắt đi đôi như vậy ha. Dạ, dạ. Anh Thái sinh năm 1969. Dạ. Hiện tại giờ nhà cửa của anh ở bên Củ Chi. Đúng rồi. Anh có nhà cửa rất ổn định. Thì anh đã từng có hai đời vợ rồi. Đúng rồi. Thì video này nãy giờ cho em mình nào mà xem qua mà có đồng cảm với anh đây á thì cứ mạnh dạn gọi cho Hữu Cảnh ha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, anh còn muốn bày tỏ thêm nữa không? Thôi, bây giờ nói cũng đến thế là cũng xong rồi chứ. Dạ. Bây giờ nói nhiều thì cũng chỉ nan man thôi chứ còn cũng đâu có gì hơn thôi. Rồi, ok đấy. Anh. Ừ. Thì nãy giờ những gì anh nói có đúng là sự thật hay không anh Thái? Đâu, anh đúng sự thật. Đúng ha. Còn anh... sau anh sẽ gửi cho em cái tờ giấy ly hôn. Đúng, chứ chính xác. Không... Rồi, đấy. Anh Thái, anh có cho phép em sử dụng hình ảnh của anh để đăng mạng xã hội hay không? Dạ, ok đi. Thì anh biết video này em đăng đi không giờ em gửi xuống được nha anh Thái. Dạ, dạ. Dạ. Cảnh xin chúc cho cô chú và anh chị trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và em cũng xin chúc cho anh Thái sớm tìm được ý chung nhân của mình ha anh. Rồi, cảm ơn. Dạ, anh em mình tạm biệt khán giả ha. Rồi, cảm ơn. Chào anh. Rồi.